Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, gia đình và fan góc nhìn Hoàng Chi Hùng. Ngày 30 tháng 8 năm 2021. Thưa quý vị, cách đây mấy tháng, Thượng viện của Mỹ chất vấn bác sĩ Anthony Fauci là người đứng đầu của cơ quan chống dịch của Mỹ. Họ đặt vấn đề là những số tiền mà tổ chức vô vị lợi của bác sĩ Fauci gửi qua bên đại học North Carolina rồi tới tay tới tay của viện nghiên cứu virus của Vũ Hán. Những số tiền đó theo thượng nghị sĩ Rand Paul là những số tiền đóng thuế của người dân cho nước Mỹ. Chính phủ Mỹ phân phối cho tổ chức vô vị lợi của ông bác sĩ Anthony Fauci bây giờ lại lọt qua bên phía kia và cho thấy rằng là có thể con virus corona là do sự nghiên cứu của viện virus Vũ Hán mới gây ra thảm họa của thế giới ngày hôm nay. Lời ra tiếng vào rất là nặng nề, tôi cũng đã làm nhiều chương trình rồi. Và rồi dư luận của nước Mỹ là không tin tưởng nơi bác sĩ Anthony Fauci về vấn đề trả lời đó. Và sau đó là nhiều người yêu cầu là phải có câu trả lời. Nước Mỹ cần phải có một cái câu trả lời rất rõ ràng. Thì Tổng thống Joe Biden ra lệnh cho cơ quan tình báo của Mỹ, các cơ quan luôn là phải điều tra và có câu trả lời cho người dân Mỹ. Trong vòng 90 ngày. Trong vòng 90 ngày phải có câu trả lời và hôm qua thì tức là ngày xin lỗi hôm kia ngày thứ bảy à, cộng đồng tình báo của mỹ đã có một bản báo cáo với tổng thống joe biden bản báo cáo đó nó cũng có nhiều vấn đề bản cáo báo cáo đó được phối hợp bởi uh, director of national intelligence cho thấy là có trục trặc vậy thì bản báo cáo đó nói gì bản báo cáo đó gồm có cả tình báo của CIA, tình báo của uh, quân đội hoa kỳ tức là defense intelligence và các cái và nsa rồi rất là nhiều tình báo gọi là cộng đồng tình báo của Mỹ. Được điều động bởi Director of Intelligence của nước Mỹ. Thì thưa quý vị, bản báo cáo đó tôi cũng phải nói cái sự khách quan thôi. Chỉ có một cơ quan thì đánh giá là họ cũng không dám dùng cái danh từ là absolute nữa, chỉ đánh giá phần nghi ngờ cao là virus corona là xuất phát do sự nghiên cứu nhân tạo của viện vũ học viện virus học vũ hán chỉ có một cơ quan thôi còn hầu hết các cơ quan còn lại đó thì họ không nghĩ như vậy hoặc là họ lập họ vẫn còn có quá nhiều nghi vấn đa số đó họ cho rằng là cái con virus này là nó có thể là chỉ là thiên nhiên thôi và nó nó có sự thông minh nó biến cho nên chúng ta mới thấy rằng là có những biến chủng như biến chủng delta biến chủng này biến chủng nọ tức là nó biến nó đã ấy như vậy nó từ con dơi nó rớt ra ngoài xong rồi nó biến nó biến nó thông minh là nó biến, biến biến lên nó dài như vậy thì có khoảng chừng vài ba cơ quan tình báo của mỹ nghĩ như thế còn mà bảo rằng là do sự nghiên cứu của con người ở tại vụ nghiên cứu virus học vũ hán thì chỉ có một cơ quan mà cũng không dám nói là cao chỉ là tương đối cao thôi à, tương đối cao là khoảng chỉ 8 phần 10 hay 9 phần 10 thôi chứ không không có dám là quyết định hoàn toàn còn còn lại là, là lập lờ không biết rõ vậy mà trước đó đó mấy cơ quan tình báo của mỹ đó là họ đã có trong tay cái sập hồ sơ của xuất thân corona hai ơi giời ơi tới khi mà đụng chuyện thì nó lòi ra các vị đó cũng chỉ là cái gì đó cũng không hiểu hết được có bao giờ là một cái sự bắt tay giữa trung quốc và mỹ hay không thì cũng chưa có câu trả lời đương nhiên nội các của tổng thống Joe Biden yêu cầu coi xem xuất xứ nhưng chứ không có nói rằng là trên là nói về sự xuất xứ từ nước Mỹ và xem thử xuất xứ có phải là của của vũ hán hay không cho nên chỉ tập trung vô cái đề tài đó chứ còn không có cái đề tài là có bao giờ là xuất xứ từ Mỹ cộng tác với vũ hán hay không không có trả lời không không có câu trả lời cho cái chuyện đó thì thưa với quý vị là đã học, đã học đã họp xong với tổng thống Joe Biden không có câu trả lời chỉ có một cơ quan của trong cộng đồng tình báo nghĩ rằng có thể thôi có thể chứ không phải là nó là là có và các cơ quan khác thì nghĩ khác vài cơ quan thì cho rằng là sự tự nhiên còn những cơ quan khác họ không có cái câu trả lời họ nói họ cần thêm thời gian và cần thêm những dữ liệu nữa cần thêm những dữ liệu nữa nhưng mà có một điểm đó thưa quý vị đó là họ vẫn nói rằng là chứ có một cái sự trước đây là chính quyền của bắc kinh cho hợp tác để điều tra rất là kỹ lưỡng sau này ngưng thì họ có nghi vấn vậy thôi lúc đầu thì chịu nhưng mà sau lúc đầu đây tức là khoảng chừng từ tháng tháng 8 cho đến tháng 3 năm 2021. Còn sau đó đó khi mà phái đoàn của Tổ chức Y tế Thế giới vào Vũ Hán vào tháng Giêng năm 2021 đó, thì Bắc Kinh không cho nữa đó, thì họ nói là họ có nghi vấn cái chuyện đó thôi. Thì đó là quyền của các cộng đồng tình báo. Tình báo mà tới giờ phút này mà chưa mò ra được. Cái nghi vấn, nghi vấn tới ngàn đời mới xong. Bây giờ đó, là Covid nó đã lan tràn khắp hơi nơi rồi nó đã biến thể đủ thứ hết rồi Và bao nhiêu loại vaccine vaccine nào được vaccine nào không vaccine Pfizer đã được fully approved thì nó khác còn những vaccine nào là còn gọi là gây nhiều tranh cãi như là Johnson and Johnson thì nó khác bây giờ đợi cái ông trả lời thì nó trả là cái gì nữa hết đợi các câu câu trả lời của cộng đồng tình báo của Mỹ ấy. thì gạo đã nấu thành cơm hết rồi xong hết rồi ván đã đóng thuyền rồi làm được cái gì nữa? Ôi rồi ơi, tưởng sao tình báo của Mỹ ghê gớm sao? Tới giờ phút này cũng ẩm ờ ẩm ờ hết. Tôi không dám nói là cái ẩm ờ này là vì lý do chính sự nghiên cứu đó có thể là ở ngay tại Đại học North Carolina. Thưa quý vị, đó là thông tin tôi xin gửi đến quý khán thính giả và góc nhìn của tôi về vấn đề này. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi với tôi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.